xin chào cả nhà đang xem kênh YouTube Long's Kitchen. Hôm nay Long không có nấu đồ ăn, hôm nay Long sẽ giới thiệu cả nhà ở trong phòng massage có những gì ở trong đó nha. Ở trong đây sẽ có là cái bàn massage cả nhà. Đây là cái bàn massage của Long. Ở đây người ta gọi là cái bàn massage nha cả nhà. Còn cái này là cái tủ, cái máy kia là cái máy hút mấy cái bụi ấy cả nhà, hút không khí để lọc cái không khí lên cho nó trong nó sạch đó, có thể là xài cho cái lúc covid luôn được luôn nha cả nhà. Còn cái này là lotion, còn cái này là khăn giấy để cho cái khách nào mà người ta bị nghẹt mũi cả nhà, người ta có thể xài khăn giấy này. Đây là cái đèn để cho nó đẹp vậy thôi. Còn đây là cái nước rửa tay nha cả nhà. Còn cái chai này là chai xịt khử trùng. Ở trên đây thì có cái đồng hồ để mình coi giờ, bóng đèn. Trong cái tủ này thì có khăn, đây là khăn, còn đây là khăn giấy bàn, còn đây là áo gối nha cả nhà. Còn đây là cái kiến để khách người ta khi mà massage xong rồi người ta có thể là thay đổi, không phải là thay đổi là chỉnh sửa lại đầu cổ cho nó ngay ngắn thôi cả nhà. Đây là cái ghế để dành cho thợ ngồi. Ghế này là ghế của Loan, và ngồi ghế này để massage cái phần đầu, phần vai với lại phần cổ cả nhà. Còn ở đây là cái ghế để cho khách ngồi. Cái này là để bán đồ lên nha. Còn cái này á là chỉnh cho nhạc lớn nhỏ. Còn đây là cái bóng đèn. Cái bóng đèn này có thể là chỉnh luôn mà. Xong rồi thì tắt. Bây giờ là gần 4:30. Bây giờ Loan đi về. Bữa nay là Loan làm được 5 khách cả nhà. Đỡ quá trời luôn, Loan làm được 5 khách. Mỗi một khách là người ta trả cho Loan là 45 đô cả nhà. Chưa có tính tiền tiếp, nếu mà tiền tiếp mình tính dao động khoảng chừng 20 đô một người thôi cũng được. Có người thì tiếp nhiều hơn, có người thì tiếp ít hơn, nhưng mà 20 đô thường là cái giá tiền mà người ta cho tiền tiếp, tiền bo mình cả nhà. So cute. Là như vậy cả nhà, là tính ra giờ 4 × 6 là 24. 4 × 6 24 là 240. 5 chứ. 5 × 6 là 300 cả nhà. Là hôm nay Loan làm được 300. Còn chưa có tính mấy cái tiền tiếp riêng ở ngoài kia thêm, là kiểu như là có người tiếp 25 đô, 30 đô hoặc là 40 đô, có người tiếp 15 đô như vậy đó. Rồi nói tóm gọn lại là khoảng chừng 300 350 đô như cả nhà. Là tính theo tiền Việt Nam là khoảng chừng 7 hoặc là 8 triệu. Có người làm một ngày có thể kiếm được 10 triệu tiền Việt Nam luôn á cả nhà. Có một lần luôn đã làm kiếm được khoảng 8 triệu rưỡi 9 triệu tiền Việt Nam, nhưng mà cái đó là Loan phải làm búp lịch khoảng chừng 6 khách cả nhà. 6 khách là Loan có thể kiếm được 8 cho tới 9 triệu một ngày. Nhưng mà làm cái massage này nó rất là gọi là cái gì? Nó rất là ở đây Loan thấy rất là ít
bị mệt, không biết là cái từ đó như thế nào, nhưng cũng mệt, nhưng mà nó mệt theo cái nghĩa gọi là làm biến hay là làm sao đó. Nói chung làm cái nghề này thì nó cũng cũng có này có kia, có người làm nhẹ, có người làm nặng. Là kiểu như cái người nào mà muốn mà kiểu như là đi cuộc chỏ thì là mạnh á, này kia thì gọi là phải làm hết bình sinh luôn cả nhà. Là phải đẩy nhà, người nào bự con rồi nhiều cơ này kia nọ đó là phải dùng sức nhiều lắm. Là nghỉ, là làm xong mà nghỉ khoảng chừng 30 phút. Nếu mà người nào làm 1 tiếng á, thì luôn được nghỉ 30 phút. Mà làm 1 tiếng rưỡi là nghỉ 15 phút. Tại vì mỗi một khách là luôn có 30 phút để dành ra để nghỉ xả hơi cả nhà. Khách nào bút dài hơn xíu á, thì luôn trừ cái giờ xả hơi của luôn ngắn lại. Là nói chung Long đi từ 9 giờ rưỡi tới 5 giờ thì Long có thể làm được 5 khách như vậy. Nếu mà Long thêm một người nữa khoảng chừng 5 giờ rưỡi Long về là Long được 6 khách. Mà nói 6 khách như vậy, nhưng mà ở giữa giờ có người ta đặt hẹn là 90 phút, có người ta đặt hẹn 75 phút. Nếu mà một tiếng đều hết thì Long nghỉ được 3 tới 4 lần 30 phút là coi như là Long nghỉ được 2 tiếng đồng hồ cả nhà. Nhưng mà 2 tiếng đó người ta không có trả tiền cho Long nha. Long làm người ta mới trả tiền, còn Long không làm người ta không có trả tiền. Tại vì cái này là làm cho tư nhân. Còn cái tư nhân, cái tiệm này Long làm được 1 năm rồi. Cái tiệm này mở được 43 năm rồi cả nhà. Nhưng mà Long mới làm có 1 năm nay thôi. Tại vì Long không có biết cái tiệm này ở trên đây. Long hồi đó Long làm cho cái tiệm sẽ là cái video tiếp theo nha. Thì thôi
Vâng, bây giờ con phải tập trung lái xe đi về cả nhà. Tại vì ở đây á, nó lái xe rất là chậm, nó mới quay được, nó mới nói chuyện được. Còn mà đi ra ngoài đường cao tốc là con không thể nào làm.